Audio Jungle. Thì hôm nay á, mình có đi công tác tại tỉnh Bình Phước, cụ thể là ở huyện Bù Gia Mập á. Thì vườn bơ này cũng được 3 năm của anh Xoắn ở huyện Bù Gia Mập á, hay là Phú Nghĩa á. Thì đây mình quay một con xem về vườn bơ của anh. Thì bên mình có đến hướng dẫn cho anh xem về cái công tác mà tỉa cành tạo tán trong mùa ho sắp tới. Thì anh Xoắn cũng chia sẻ là năm vừa rồi ho rất là nhiều nhưng không có đậu quả bao nhiêu hết. Thì hôm nay anh có cần mình trái cây thơm mùa lắc đến vườn hỗ trợ anh về công tác mà tỉa cành tạo tán và cái cách mà chăm sóc hoa giai đoạn mà chuẩn bị cho năm tới. Thì mình cũng nhắc nhở bà con là đối với khu vực mà ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước á, thì sẽ làm hoa sớm hơn khu vực năm tỉnh Tây Nguyên, có nghĩa là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai sẽ sớm hơn trước một tháng. Thì qua đây những bà con nông dân ở tỉnh Bình Phước á, thì mình cũng thông báo sớm để bà con xem một phương án mà chúng ta chuẩn bị cho cái công tác mà làm hoa. Thì với công việc ở bên tỉnh Bình Phước á, thì lượng mưa nó sẽ hết sớm nên bà con chú ý về công việc bón phân và chăm sóc cho mình nó phù hợp. Giờ cái việc bón phân mình cũng thông báo rất là sớm với những clip trước cho bà con xem, thì bà con có thể xem lại những clip trước. Thì còn clip này mình chỉ quay cho bà con xem về cái mô hình của anh Xoắn ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước về công tác mà làm canh. Thì bà con xem và theo dõi clip này, mình cũng quay về cái hướng dẫn cho anh Xoắn tại vườn về công cách mà tỉa cành làm hoa. Thì với công tác mà tỉa cành tạo tán nó sẽ khác với cái tạo tán làm hoa, nên bà con chú ý xem và tham khảo ạ. Xin cảm ơn bà con. Hai mươi năm trồng ngoài đất hết rồi đấy. Khi nào mới vô bầu thì ai mua là mình vô thôi. Tới dịp Tết là nở hoa luôn anh. Dịp Tết là nở hoa hết. Cái nhánh ngọn nó bấm được rồi anh à. Hả? Cái ngọn này mình bấm được rồi. Thì bởi anh tiếc anh với. Này, cái ngọn trong không? Cái ngọn ngoài nó không bấm được, ngọn nó bấm được á, vì nó chết rồi. Không có khả năng ra hoa nữa. Rồi, không đó, đó đừng bấm nha. Cái đó thì bấm được, vì trong đó nó khúc ánh sáng, anh bấm được hai cành đó luôn. Đúng rồi. Cái chỗ đây giờ bắt đầu rậm á, anh phải nghiên cứu nha. Anh nhìn ngay, giờ nếu mà ở ngoài ở trong buộc mình phải cắt ở trong, nghĩa là một là phải bỏ cành đó, bỏ luôn cái cành đó luôn á, chỉ để được một nhánh chỉ ra thôi, bỏ luôn cành đó thôi, bỏ luôn á đó. Đó đúng rồi. Hôm đó anh bỏ luôn rồi đó. Khuyết quá rồi. Bỏ luôn anh. Rồi anh nhìn ở trong đó. Khô héo chết rồi. Nên anh cắt hồi còn nhỏ, anh cắt ngọn nè. Cái cành đó anh cưa luôn. Phát ơi. Cưa.
Giờ anh nhìn trong đây này nha. Trong đây rất là tối nè. Giờ cái cành này là bắt buộc phải bỏ nè. Buộc phải bỏ cành đó rồi. Cho ánh sáng vô. Là mình cưa cái cành đây. Cưa cái cành nhỏ đi. Nhỏ đây nè. Để cho ánh sáng vô. Đó, buộc mình phải cưa cho ánh sáng vô. Cái này nha. Dạ. Của mình là bị bột xích chích mất tiết ghê á. Cái năm chích là được rồi. Cái đó chắc hơi quá. Quá vì mình đang làm hoa, mình chắc vừa không? Đỡ chắc không? Cái này thì... Rồi mình chắc. Ăn chắc ở trên hay không? Cái này ha. Rồi, chắc đi. Mình đang làm hoa nên mình chỉ sơ lại thôi. Chỉ sơ lại thôi không? Bỏ luôn cái ngọn đó. Cái nhánh nhỏ bỏ luôn. Đúng rồi. Rồi, ăn sáng rồi. Cái ngọn cái tí nữa bấm lại. Cưa luôn đi. Rồi anh nhìn cái ngọn trên nha, cái ngọn trên đường mà mình phải cắt rồi. Rồi. Cắt đi tụi lũi hết rồi sao có trái? Cái này tỉ sơ chú. Tỉ sơ để tạo hoa. Cái này mình tỉ sơ để tạo hoa. Bạn một cây mà để một nhánh trái thôi chứ bạn. Nhánh trái thì được mà được bao nhiêu tiền. Đó là đúng rồi đó. Nhọn chứ quắm đi. Ủa mà năm kia tôi lên Đắk Lắk rồi, một cái cây nhỏ xíu, nhỏ... Nhỏ hơn cây này nữa nè. Mà trái nó ra đủ mà người ta tới mà mua trái còn trên cây đó là ăn 2 triệu rưỡi rồi. Bò bấm cái đó, rồi. Đây. Năm kia tôi đi Đắk Lắk, rồi cuối Đắk Lắk. Đắk Nông. Đâu, cuối Đắk Lắk rồi sao Đắk Nông. Cuối. Giáp Gia Lai mà. Giáp Gia Lai rồi. Dưới luôn. Rồi. Bỏ luôn cái cành này đi em. Bỏ luôn. Có khả năng cái cành này nó vướng nhiều quá là bỏ luôn. Cành này bỏ luôn cành này. Còn cái tấm những cái đó để sao có cái màu của cây này có được không? Màu này được rồi chú ạ. Được nhưng mà nó tốn chi phí nhiều. Tốn cái tiền mà phủ bao chứ. À, phủ bao hả? Phủ bạc rồi đó, à. Phủ tủ gốc á. Vì cái mưa cái này mình không có ngăn được. Buộc mình phải tủ. Không cho nước xuống mà. Tủ bạc. Tủ là anh phải đào mương chứ cần đâu mà anh tủ, anh tủ không rồi đâu mà nó cũng càng vô. Không, tủ không cho nước thấm xuống đó bạn. Biết rồi. Không ở giữa. Không ở giữa dưới luôn.
chịu xéo quá. Cây 2 cây gì thôi chứ đủ mà không lẽ cắt hết vườn. Thì cắt cây 2 cây thôi. Tôi cắt thằng em nó chấp nhận rồi, nó tôi làm cây cho nó xem thôi chứ. Có bị rập quá này. Đó, cái cành này dữ đụng quá, bấm bỏ. Đây hả? Mà bỏ bấm luôn dưới chứ. Rồi. Đúng rồi. Đó là hiểu rồi. Bữa nay chủ nhật mà đồ không có quân làm hả? Cái bị nó kẹt đám tang của thằng kia đó bạn. Đám nào? Đám tang của thằng lính nó chết đó. Thằng gì? Thì bữa trước mới nói của nó mạng cho nè. Cảnh hàng gì đó. Rồi rầm quá nha, giờ rầm quá rầm nè, cái cành này chọt vướng quá mình phải bấm bớt cái cành trong đây. Có cái lứa hai cành này bấm trên hai cái mình chứa thôi để mình làm ho mình ăn, còn dùng cái ho trên rồi đúng không? Đó, chủ đề muốn giữ hai cái ho này. Năm nào mình cũng phải bấm hay là một năm chú bấm hai lần, một năm chỉ có bấm hai lần thôi. Không có nghĩa là đợt hoa nào cũng phải bấm cái gì? Dạ, có nghĩa là sau thu hoạch là chú bấm. Ở trong mây chú nhìn nó rậm quá chỗ đây nè. Nó bán lẻ có 40 ngàn. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi. Đó đang rộ mùa chú. Như cái cành này chứ nhìn là không có khả năng ra ho nữa rồi. Chích hết chỗ này. Chú bấm lên cho nó khó. Trên đó. Mình làm sao là nó có hai cách. Một là ra sớm, mà hai là ra thật ruộng. Người nó mới thu hoạch, mới làm được. Cái giá nó mới ra. Nếu chung là tầm tháng sau nữa. Mình chắc chắn là có giá. Cái này nó từ lúc nó ra bông đến đậu trái thì khoảng bao nhiêu thời gian? 6 tháng chú. Ghê hả? Dạ. Nó ngậm ho tới 2 tháng rồi. Hả? Bút này ngậm ho tới 2 tháng lận. Đù mà gớm vậy trời. Dạ. Bơ thường thì ngậm ho chưa được 1 tháng nhưng mà bơ này ngậm ho 2 tháng. Mà nó neo lên trên cây được 10 ngày không? Nếu chú từ cái ngày nó muốn rụng á, chú neo lên được khoảng có 20 ngày. Phun thuốc á, chú bón phân được 20 ngày. Đó, cái này là chú làm sơ thôi, vì làm ho là chú làm sơ cái này thôi ha. Cái này thôi không? Ờ, đáng lý là cái ngọn kia phải bấm đi cho ánh sáng vô luôn á. Cái ngọn chính á, chú bấm, ó cái ngọn bự cái này. Biết rồi. Chú bấm vô, nó phóng vô đó nữa rồi đè. Nói tao biết liền. Ông này là vô cái cảnh là độ mà, chỉ cần nói cái là độ mà. Vô thấy bờ cây nào cũng tròn quen. Thôi đeo chút. Ừ. Nói cái nào tròn quen. Bơ người ta là tầm lum, bơ này tròn luôn. Rồi, có dấu đều vậy là được rồi. Thằng nào ông cũng bấm cho tỉa hết đó mà. Bớ cái này nha. Dạ. Yeah. Có cái là ảnh không phải là kỹ sư cho nên là... Sâu đúng không chú ơi? Sâu chút nữa hả? Dạ. Rồi. Kiếm một người biết rành để mà... Cái đó cho nó bỏ luôn đi. Cái gì mình cũng vậy, mình không biết thì mình phải... Rồi, cái ngọn chính đó chú bấm luôn đi. Tao biết rồi. Kiếm người hướng dẫn chứ cần đồng, mình cứ làm tay không, tay ngang là mới thất bại. Nó còn hơi kẹt hai cái nhánh bên kia vướng qua thôi. Bỏ hai cái nhánh đó nữa là ok luôn. Bỏ nhánh nào? Hai nhánh chỉ ở trong đó. Trên đó, ấm trên, ống rồi. Rồi. Thoáng này được rồi. Cái này làm ho nên con không cho chú tỉ nhiều nha. Rồi. Rồi chú đi vào lên khúc trời con xem thôi. Chú chứ đừng tỉa cây thôi chứ mà tỉa nhiều.